Nhân quả chừng 8 giờ tối hôm qua, ngày 18 tháng 6 năm 2020, lực lượng công an phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã kết hợp các lực lượng bắt giữ đúng căn phạm Triệu Quận Sự tại tiệm game online HT trên đường Hùng Vương. Đây là dấu mốc kết thúc nửa tháng trốn chạy chấn động dư luận cả nước của đối tượng nguy hiểm này ở một khu vực miền Trung. Có thể nói, vụ truy đuổi ở Mỹ Triệu Quân Sự kéo dài, gây chú ý, huy động nhiều lực lượng có nét tương đồng vụ Tuấn Khỉ ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cho dù tính chất mức độ có điểm khác. Điểm giống định mệnh của hai vụ truy đuổi lớn ở hai vùng miền khác nhau, nhân quả tất yếu, lưới trời lồng lộng tuy thưa song khó lọt. Tuấn Khỉ phải đền tội tại chỗ, còn Triệu Quân Sự phải tra tay vào còng chờ tòa án viết thêm tội vào hồ sơ. Điểm giống, cả Tuấn Khỉ và Triệu Quân Sự đều từng thuộc lực lượng vũ trang, được đào tạo, có kỹ năng trốn tránh chịu đựng cao khiến công tác truy bắt tốn kém, nguy hiểm, kịch tính hơn hẳn khi phải xử lý các vụ với đối tượng hình sự thông thường. Nếu Tuấn Khỉ là sĩ quan công an nhân dân, Triệu Quân Sự chỉ là cựu quân nhân binh nhì song thuộc lực lượng đặc công tinh nhuệ của sư đoàn 3 quân khu 1, người thiểu số, nùng, thông thạo đời sống trong rừng núi. Triệu Quân Sự gây trọng án giết người, nhiều lần vượt trại giam quân sự, phạm liên tục các vụ cướp trộm khác, lại nghiện game rất nặng, cả hai lần bị bắt đều tại phòng game online. Ở Nam Từ Liêm, Hà Nội và nay ở Tam Kỳ, Quảng Nam, Triệu Quân Sự tại công an Tam Kỳ. Ảnh Đắc Thành tối qua. Hình ảnh ghi tại hiện trường bắt giữ ở Tam Kỳ có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Cả cảnh sát địa phương và Triệu Quân Sự đều có những nụ cười thoải mái. Công an mừng khi kết thúc vụ truy bắt, có thể hiểu. Triệu Quân Sự từng giết người cướp của dã man, nhiều lần vượt ngục. Sau một hành trình trốn chạy lần lút bằng cách đi bộ dọc bờ biển vùng đèo núi Hải Vân vào Tam Kỳ, Quảng Nam, trong khu vực bố trí và hoạt động dày đặc của các lực lượng quân đội, công an của chiến dịch truy bắt lại cười và trả lời tỉnh bơ trước cảnh sát như không có gì nghiêm trọng. Triệu Quân Sự nghiện game online mức độ nặng, trốn tránh nguy hiểm vẫn chơi game online tình bơ với tài khoản giả. Vậy yếu tố game online góp phần ra sao trong động cơ phạm tội, cấu trúc nhân cách của tội phạm nguy hiểm này? Gần đồng thời vụ truy bắt Triệu Quân Sự ở Nghệ An, một học sinh lớp 11 trung học phổ thông Quỳnh Lưu tên Hoàng đã gây nên cái chết một cháu bé 5 tuổi cũng có liên quan nhiều đến tình trạng sống ảo do game online. Hoàng nghiện trò trốn tìm, bắt cháu bé hàng xóm đưa vào rừng keo để tạo hiện trường như trong game. Bản thân muốn trải nghiệm chiến công tìm cứu cháu bé như một thám tử. Cháu bé chết đau đớn vì đói trong rừng với tay bị trói và miệng bị dán băng keo. Không cần có chuyên môn sâu cũng hiểu rằng game online, các phiên bản độc hại gây nghiện bạo lực, cảm giác mạnh, tình dục, được tạo công phu từ các phòng nghiên cứu của các công ty cung cấp game online đang tăng gánh nặng cho xã hội, nhà nước, sáng lập nên một mã tội phạm nguy hiểm phi truyền thông. Tội phạm do nghiện game online hay tác động bởi game online như một yếu tố cấu thành. Triệu Quân Sự với 700.000 đồng bán đồ trộm cắp, đã sống sót và vượt khỏi khu vực trọng điểm của chiến dịch truy bắt, vùng rừng núi Hải Vân, cũng như Tuấn Khỉ vượt khỏi vòng vây ở Củ Chi ngày nào theo kịch bản có khác. Tuy nhiên, cả hai đều không vượt được sự an bài của quy luật nhân quả, gây tội và đền tội. Tội phạm ngày nay rất phức tạp, ngay cả trong thảm nạn đại dịch, sự phát triển tội phạm rất đáng ngại. Về tổ chức, phương thức, mức độ manh động, tăng mãi, tội phạm do thủ phạm là người được đào tạo, huấn luyện, sĩ quan công an quân đội ngày càng xuất hiện nhiều. Nhiều người lo lắng sự bất ổn về sự bành trướng của cái ác, song tương tự công việc của nông phu trên đồng, sâu bệnh biến hình đến đâu, thuốc và phương pháp kiểm soát bảo vệ đồng lúa cũng thay đổi gia tăng. Các tuyến, các lực lượng và nhân dân trong sự bùng nổ tràn ngập thông tin, hình thành lưới trời lồng lộng. Thông điệp ẩn tàng của các vụ truy bắt lớn tội phạm gần đây phát đi cảnh báo, dù thiên hình vạn trạng, manh động, hung hãn, ngoan cố đến đâu, cái ác tất yếu bị trừng phạt. Triệu Quân Sự đã trượt dài trên con đường phạm tội, không có điểm dừng, không kịp thời phản tỉnh, nhận ra đạo lý cuộc sống để tu tâm dưỡng tính phục thiện. Bài học này rất chi thực tế cho nhiều người. Nhà Phật lưu truyền một câu nổi tiếng từ kinh điển, quay đầu là bờ. Còn nữa, buồn gươm thành Phật. Cuộc sống thực tế khác rất nhiều, về bản chất, với thế giới ảo của game online. Ha ha ha. 问什么的所合